Trong vụ Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cơ quan chức năng xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Theo kết luận điều tra, Khang đã xâm nhập vào tài khoản Facebook có tên Đạo diễn Hoa Hạ của bà B. Sau đó Khang cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài ra, Khang còn khai là đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web tại địa chỉ http nội bộ vov vn của báo điện tử VOV. Nhưng do bà B xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Khang, khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với Khang ở căn nhà phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, thì cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 0,019 gam ma túy, loại methamphetamine, được khang cất giữ để sử dụng. Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nên Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Khang. Tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng với bị can Nguyễn Phương Hằng, theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, do vụ án của bà Hằng có nhiều tình tiết phải điều tra nên cần nhiều thời gian và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam.